nó đi tiếp tục, nó tưởng nó đầu tiên là nó nghĩ là cái sợi tóc á, mà nó khôn đó nghe quý vị, nó đưa cái cọng lông á, gọi là cái cọng lông của Phật á, cọng lông xá lợi đó, nó đưa lên cọng lông thì ở đó nè, nó có mời chính quyền địa phương, những người có trách nhiệm ở xã hội, những người an ninh, chính quyền đều có chứng kiến ở cộng đồng đó. Nhưng ở đây tôi trách, quý vị có đồng ý thôi nhé, tôi trách, tôi chuột ba vàng, tôi trách ít, mà tôi trách chính quyền và người có thẩm quyền ngồi đó để chứng kiến cái cộng đồng đó, tôi trách những người đó nhiều hơn. Tại sao các ông có tư duy, có trí tuệ, có đủ thứ cái quyền năng, nhưng tại sao các ông ngồi đó để cổ suý cho những hành vi tà gian của thằng chục thế gian này? Nếu mà không có các ông ở đó thì tôi đố tha chục thế gian nó không dám đưa cọng tóc đó, nó cho rằng đây là sợi tóc xá lợi, đúng không quý vị? Tại vì có các ông đang ngồi đó mà có sự chứng giám và chứng kiến nó rõ ràng hết mà. Khi có sự chứng kiến ở đó, các ông ngồi sợi tóc mà cọng tóc nó ngóc lên như vậy luôn nè, các ông ngồi đó hết luôn. Cho nên nó có một cái nước cờ nó đi, nó rất là khôn khéo. Rồi sau đó thì nó nghĩ là đây là cái bùa hộ mệnh của nó rồi, tất cả những người đó là cái bùa hộ mệnh của nó đó, thấy không? Đó đó là cái miếng bùa hộ mệnh của nó, là tất cả là gọi là cái đó là cái lệnh bài nó đang ở đó, tại vì cái lệnh bài nó đang hộ pháp cho nó, là những cái người đó đang ngồi đó. Nhưng không ngờ sau này công chúng nổi dậy, tất cả Phật tử nổi dậy quá nhiều. Sợi lông định mệnh cuối cùng của chùa.
chùa và vàng ngày hôm nay chuẩn bị để nhận hết những cái hậu quả. Đó là gì? Cái cơ hội mà cái may mắn thì nó nhận được cái hậu quả, thì nó rủi thì nó nhận được cái kết quả thôi, chứ đâu có gì, đúng không quý vị? Cho nên ngày hôm nay, trời ơi, anh Trúc Thái Giang bây giờ nói thật quý vị nghe, chứ chị Yến nè cũng ngồi hiến kế dữ lắm đà. Rồi cái anh bên này, cái anh từ từ á, thì anh ngồi anh vỗ tay anh mừng, anh mừng đó. Trong cái giáo hội với nhau, trong tất cả con cháu trong nhà không mà vậy đó quý vị, trời, một đồng môn với nhau mà ta nói nó đối phó với nhau nha, nó ganh tị với nhau, từng một cái người Phật tử, từng một người khách hàng. Nếu thật sự tất cả các ông có tất cả các ngôi chùa mà để cho muôn triệu Phật tử họ đi đến đó, họ đi đến đó để làm gì? Để họ tiến hóa, họ được tu tập, họ hiểu được, họ sống, họ công bằng, công luận để giải hòa, giải quý, không có ai hơn, không có ai thua hơn, thì cái điều đó quá tốt. Cái điều đó tốt đó quý vị. Cũng giống như Ngài Thích Minh Tuệ, tự nhiên Ngài Thích Minh Tuệ đang bước chân của Ngài đi, tự nhiên muôn triệu chúng sanh, cái ai cũng muốn xích lại gần nhau. Tại xích lại gần nhau gì? Một con đường chung của chúng ta là con đường đi đến chánh pháp, con đường giác ngộ sẽ đi đến chánh pháp, thì ai cũng chọn con đường chánh pháp để giác ngộ, thì muôn triệu bá tánh, muôn dạng chúng sanh để xích lại gần nhau, để cùng nhau để làm gì? Đi đến con đường tiến hóa của Phật pháp, chánh pháp. Nhưng mà ngày hôm nay cái sự vỡ lẽ ra thì ta so sánh giữa hai cái, ta đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan nha, đừng ai nói tôi cà chớn nha. Đó, tinh thần chủ quan của tôi là tôi thấy Ngài Thích Minh Tuệ tất cả những dấu chân của Ngài đi để đạp lên những cái bọn tà gian tội ác ở một cái xã hội đất nước này. Vì có công nhận điều đó không? Thì ngày hôm nay chùa Ba Vàng là một cái tội ác làm cho ngu muôn vàng chúng sanh. Thì bây giờ phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm sao? Là phải trả lại cái nghiệp báo đó. Bây giờ lấy của người, ăn của người phải trả lại cho người. Bây giờ ở đây các ông đừng có nói là kỷ luật chùa Ba Vàng là như tất cả mọi hình thức. Ở đây chúng tôi không cần. Chúng tôi không cần phải kỷ luật, kỷ cương, tổ chức sự kiện. Ở đây chúng tôi không cần. Ông tổ chức sao kệ các ông. Các ông muốn tổ chức cũng được, các ông không có tổ chức cũng được. Đó là chuyện của các ông, chuyện của chùa, chiền các ông. Còn cái chuyện ở đây là chuyện của Phật tử chúng tôi. Chúng tôi các ông tổ chức hàng trăm hàng vạn mà chúng tôi không đi thì nó vẫn là không đi thôi, đúng không? Ông tổ chức kệ ông. Còn ông muốn nói gì, ông có thuyết pháp, ông muốn cấm cũng được. Mà ông muốn xử phạt làm sao cũng được. Cái quan trọng ở đây là quan trọng của chúng ta, chúng tôi. Tại vì nó vỡ lẽ, nó rõ ràng, nó như vậy thì cái ở đây là gì? Cái đây trách nhiệm nghĩa vụ của chúng sanh chúng tôi. Những cái gì chúng sanh tôi đem đến cho chùa, tất cả những thứ chúng tôi mang đến để cúng dường, tôi mong rằng giáo hội Phật giáo phải trả tiền lại cho tất cả chúng sanh và bá tánh. Tiền ít thì bỏ, thí dụ như cúng 50.000, 100.000, 200.000 quá. Còn cái tiền mà từ cái mặt 100 triệu trở lên, tôi mong rằng giáo hội Phật giáo phải lại cho người bị mất và những người phải chia đàn sẽ nghe. Trong khi bước vào cái ngôi chùa các ông tu tập, vợ chồng người ta ly tán, gia đình tan nát, tiền bạc nợ nần tứ phế tùm lum, con cái bệnh hoạn thất học đủ thứ vân vân nhận dân, thì cái đó tội ác, đó là chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm. Và đồng thời con Yến nữa, vờ vét quá đó, dơ vét đến mức độ mà không có một cái cớ, một cái lý do. Ông vét lấy địa ngục ra, ông dọa địa ngục nè, cái ông lấy được tiền, cái ông lấy quan gia trái chủ kiếp trước chúng ta. Tôi hỏi cả ông bà, tôi hỏi quý vị ngồi ở đây, xin thưa ông bà, xin thưa quý vị đang ngồi ở đây, những người khách quý đang ngồi trước mặt thoại nhân, tôi xin phép tôi hỏi một câu, quý vị có biết trước kiếp sau mình làm cái gì không? Mà mấy cái thằng xàm sư này nó đi đâu ở lạc vào cái khu đó mà nó biết kiếp trước của mình, nó đi đâu nó lạc vào cái kiếp trước của mình mà nó thấy mình kiếp trước mình là cái gì, đúng không? Rồi tại sao mà nó biết mình giết con gà, con vịt, con heo, nhưng tại sao nó biết, nhưng nó biết cái kiếp trước nó làm cái gì không? Bây giờ nó đi lừa gạt chúng sanh, nó biết chúng sanh thôi chứ nó không có biết nó là ai chứ. Thì rõ ràng là vạch trần ra cái sự thật và cái tội ác của tất cả các ông ngày hôm nay phải nhận lấy là toàn bộ tất cả cái hậu quả, những giọt nước mắt của chúng sanh, những sự ngu si của chúng sanh, những sự đau khổ của muôn vạn chúng sanh, những gia đình tan nát, thì ngày hôm nay các ông phải đền tội. Đền tội nha. Đó, bây giờ nó trả cũng được, không trả cũng được. Đó, cái chuyện đó nó bây giờ mình lên tiếng vậy thôi. Tôi chắc chắn là cái chuyện trả thì còn lâu, đó là đúng. Nhưng
có. Hồi trước dụ mà 12 tầng địa ngục đi, cửa ngục 12 đi, mà bây giờ nó cho lên địa ngục 24 vì cúng chùa mà đòi lại. Bắt đầu nó đưa ra cái pháp, Đức Phật nói đấy, Đức Phật nói đó, hễ mà nó đưa ra